bữa câu cá hôm nay khai trương hai cần câu mới. Hai cần câu này mua ở châu Âu ship qua đây, chỉ dùng chiên để quấn chép với lại quấn ben đó, cần rất là dài, cần carbon, nguyên cần carbon hết. Và cái máy này là cái máy Daiwa BG 5000, quấn rất là dữ. Cần bên đây cũng giống vậy luôn đó, rất là dài, rất là carbon hết luôn nguyên cần. Máy là máy Ben Battle Tool 5000 luôn. Quang cảnh của hồ buổi hôm nay chưa thả cần xuống. Đây là cách vô bắp thấy con Ben Battle Tool. Mình làm cho nhà nó nằm ngoài lưới câu, vô bắp vô, sau đó dùng cái cục chặn trên để cho bắp được cái ruột ra. Câu này là phải dùng cục chì bự bự, khi cá ăn nó sẽ tự dính, nó nghe cái chém nó, giờ nó nghe cầu cái câu nó giải cái cục chì giặt mất nó lại luôn. Chì nhỏ thì cũng không dính nó nổi, chì phải cỡ 100 gram. Thuốc khám vô là mồi nhứ cho nó vô. Đang tính đánh bắt xa bờ, đánh đèn cá chép. Mấy cậu, mấy cái bên này không đúng lẩu rồi. Đây là cá chép đầu tiên của ngày hôm nay, cần mới, mái mới của cần của mình. Hồi bữa câu chỗ mấy cái cây này mà nay nước xuống nhiều quá, dọn tới bên này lại nước cạn. Chạy rất là dữ. Con em tí mà cần nó dính nữa, về mấy cần này gần quá cần đó, lỗ bên đó nó trống, mấy lỗ bên này không ngon. Nước ngấm mạnh. Đây, dạ này giờ rất là bự, cá vô là hút. Cái một hàng nó như vậy, cái hàng này hàng nó
cá đang nhảy. Dạm nó chỗ nào mất cá bát hết. Tại không có mồi, không mồi đông câu không dính. Hai con luôn. Hai con gì bát. Hai cá bát rồi. Đóng lên từ cái bát nha. Chỉ với mày lấy cái bát mày có mồi nhả chưa cá nha. Cái lẩu của nó ngon rồi. Thì là nãy ăn là tại vì thấy cần xung quanh nó bị cây. Hai cái bát tí luôn không là hai con bự lắm. Đây là cá chép thứ hai của ngày hôm nay. Giờ quăng mồi xuống dưới này. Chắc nãy giờ ngồi chờ dưới sẵn nãy giờ thôi. Rất là bự chạy ghê. Cá là lớn lắm ạ. Đây có hai anh bạn đi câu cá bát bằng xuồng. Đó, chắc là lớn sắp vô tới rồi đó. Cá này canh đây sẵn, quăng xuống ăn liền. Ăn liền. Đó, cá bự ghê. Ồ, giống cá khôi luôn. No. No. We get not YouTube video. Make a video. Chắc miếng gì? Hả? It very big. Cái này bự dữ chứ bộ. Cái bự ghê lắm mày, bự hơn cái trước mày câu luôn á lời. Không giỡn. Thank you.
ừ sắm hồn cá này, cá cả hũ lượng lên bự ghê hồn. Thả cá bự về nè, cá này bự thiệt, cái bự chắc bự nhất hồi đó giờ câu, bự hơn cá bự kia rồi nữa. Đó. Sống rồi nha.